Hello tất cả các bạn. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay, Bảo sẽ ra mắt thêm một kênh YouTube nữa, đó là kênh Thánh Ăn Chua. Thì các bạn vào đây, Bảo sẽ chuyên làm cái kênh này, Bảo sẽ chuyên làm về video ăn chua, thử thách các độ chua, các cấp độ, các loại. Thì mong mọi người ủng hộ cho cái kênh của Bảo nha, phục vụ cho cô chú anh chị em nào là tín đồ thèm chua. Thì dưới video này Bảo có để một cái mô tả, để cái đường link của cái kênh Thánh Ăn Chua. Mong các bạn subscribe ủng hộ cho Bảo cũng như cho gia đình. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ theo dõi kênh. Hello, xin chào đại gia đình đã quay trở lại với kênh Huỳnh Trí Bảo nha. Thì đại gia đình mình ơi, hôm nay Bảo sẽ quay trở lại với cả nhà với một món ăn mới. Thì hôm nay Bảo sẽ thực hiện món phô mai, bạch tuộc phô mai Hàn Quốc siêu cay khổng lồ nghe nha. Dạo này đi đâu trên mạng cũng nghe siêu cay, siêu to với khổng lồ hết, nghe giờ lộng luôn. Ok, bây giờ Bảo sẽ giới thiệu nguyên liệu ngày hôm nay của Bảo sẽ gửi đến cả nhà nha. Thì đây, Bảo đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Bạch tuộc Bảo mua 3 con 1,5 kg hơn á cả nhà, mua ngoài chợ. Ở đây là bột ớt nè, bột ớt Hàn Quốc. Ở đây là cũng là ớt, bột ớt Hàn Quốc luôn, nhưng mà ớt này giống như tương á. Đây là phô mai sợi nè cả nhà. Đây Bảo mua ở trong Mega Market á, này cũng Mega Market. Còn cái này Bảo được một người bạn cho 3-4 cây xúc xích cho nó có cho vui, bắp và hành tây, hành lá đó. Tất cả mọi thứ chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ mời cả nhà cùng Bảo vào bếp làm cái món bạch tuộc phô mai siêu cay khổng lồ ngày hôm nay nha.
lại thì món ăn của mình xong rồi nè, bắt đầu là mình dọn lên bàn nè. Hôm nay thay đổi kiểu quay chút xíu nha cả nhà. Hôm nay mình sẽ đứng quay cho Ngân với ba mẹ ăn trước một chút xíu rồi bảo sẽ ăn sao. Ok, bây giờ nè, mọi người xin chào gia đình đi. Rồi, xin chào mọi người. Chào mọi người. Xin chào mọi người. À, rồi bây giờ mà mẹ hay Ngân lấy cái đồ á, đó. Cắt ra, cắt cái chân bạch tuộc ra. Đó, bạch bạch tuộc. Đó, lấy cái kéo. Đó. Ngon ghê không cả nhà. Cắt từng ngoe từng ngoe. Cầm từng ngoe ăn cho nó dễ. Sao cái này là cái phô mai nó chưa có tan chảy nè. Đâu có tan chảy rồi đây này chứ. Nóng rồi một xíu nó mới tan chảy nè. Tan chảy. Cái rần này rần luôn nè, đó. Nè. Quá ngon, có bắp nữa á. Chút mình hốt bắp dưới ăn. Nước con đêm vừa lắm rồi. Ngon vừa ngon lắm, cắt hết đi để mình ăn cái một luôn. Mình bỏ, mình con bỏ vô sớm á, nó thành ra là nó bị ấy, nhưng mà dày mới ngon nè, nó thấm rồi nó giòn. Mặt tụt nó teo lắm, nó ra nước. Đây, đưa cho các bạn coi, cái y ghẻo quạt luôn. Rồi. Anh thấy em vừa cầm em vừa cắt thấy hay hơn nè. Để em cắt rồi. Ừ, chứ còn một người cầm một người cắt rất khó làm lắm. Khó, khó. Tan chảy rồi ngon. Đó, vậy khỏe hơn không? Cái này nhìn nhận nó giống gì, giống mấy cái mình hay coi, hồi xưa coi mấy phim Hàn Quốc, có mấy cái chợ đêm Hàn Quốc hay có món bạch tuộc này nè. Ừ. Thiếu không? Coi thiếu phô mai thì mình lấy thêm phô mai còn nữa. Thiếu phô mai nữa cho nó tan chảy cho nó đã nè. Nhiều lắm rồi đó, anh bỏ một cặp bịch luôn mà. Rồi, rồi, cả nhà mình ăn đi, bắt đầu thử coi. Rồi. Mời ba mẹ, xin mời mọi người nha. Lấy cái dĩa cho ba. Đó, cái dĩa kìa, cái dĩa á, cái gì? Cái chĩa đó, cái chĩa đó. Đây, cái dĩa. Rồi, xin mời mọi người dùng chung với gia đình mình nha. Cái này là món mực gắn với phô mai phải không? Bạch tuộc phô mai. Bạch tuộc phô mai. Thôi đừng có cắt, cầm cầm. Một xúc xích thì. Mọi người nha, món này là món mới mọi người ơi. Quét vô ba, quét vô cái lớp đó đó. Ok, ngon quá. Quét vô cái lớp phô mai á. Thơm dữ ta. Nhưng mà ngon rồi. Rồi, mời mọi người nha. Đậm đà, vừa ăn con đậm đà luôn. Quá ngọt. Thấy béo không? Béo không còn... Béo. Không được ạ. Được ha. Dạ, quá ok. Béo nữa còn ngán. Béo gì ngon à. Phô mai này vừa dẻo, vừa béo, thơm. Ngon quá. Đậm đà luôn. Phô mai này với lại cái nước sốt này ngon nè. Thấy chảy nước miếng á. Ăn nước xúc xích đi. Nước sốt này rất là ngon. Xúc xích mẹ lấy ngượng cây ra mẹ bỏ ngoài luôn. Tại mẹ để lâu quá nó bị ấy mẹ yếu á. Nấu lâu quá đó. Này mình chấm cái nước này mình chấm gì ăn được. Cái này bánh mì cũng ngon à. Bật cái nước này nè mẹ thấy sao. Mì á, cái mì á. Cái mì ý hoặc mì sợi á. Đúng rồi đó. Đúng rồi, trụng mì sợi lên trang nước mình vô ăn ngon. Cái đó để mình sao đi, khi mình ăn hết cái này đi. Mình sẽ chế biến cái đó ra. Rất là ngon luôn mọi người. Cái này là mấy muỗng ớt à? Hai muỗng tương ớt, ớt tương Hàn Quốc á, với một muỗng ớt cay, ớt bột. Mẹ thấy ăn được, con dạ. Hình rất cay lắm. Hồi nãy con thấy nó hơi nồng nồng mà sao giờ như nó bay luôn mùi cay hay sao á. Em thấy màu đỏ này em nghĩ là siêu cay cho nên em cũng sợ là cay ăn nổi luôn á. Nhưng mà cũng chưa có cay lắm.
Rồi bây giờ Bảo sẽ vô bàn ăn với mọi người nha cả nhà. Thèm quá rồi, hết chịu nổi rồi. Rồi bây giờ Bảo đổ vô thử coi mặt nhìn như thế nào. Áo đen gần nhau. Đó là áo con ốc xanh mà do hình nó thành màu đen. Ngọt quá. Ui à, lần đầu tiên mới thử cái này cả nhà. Nhưng mà nghe nó mùi thơm lắm. Anh nói này ăn giống như gì của Mai à. Ngon ghê. Vừa ăn luôn á. Vừa ăn nó đậm đà. Bắp rồi. Cái này nó ngon à. Thử rồi. Cần hơi bắp. Thấy người ta có bắp. Chắc có bắp nên nó mới ngọt. Thơm nữa nè hả? Có thêm muỗng đường nhưng mà có bắp mới ngọt. Cái mùi sốt thì nó lạ lạ hả? Lần đầu tiên mình cái món không? Này là món mới nè nhưng mà nó ngon quá. Có các bạn. Này, các bạn làm là chấm với miếng mì nha. Miếng mì là hết ý rồi. Cái này xúc xích. Nhưng mà cái món làm những ăn bánh mì ổ dài mà ăn bánh mì không biết cũng ngon không? Cái nước này nè, một là cái mì cộng bự á, mì spaghetti á, bỏ thẳng vô rồi mà quấy vô nè. Nó thấm luôn á, ngon quá. Dính vô hả? Ngon á. Chà tắt lửa đi. Tắt lửa đúng rồi. Nó khét. Ngon quá cả nhà. Cả nhà mình làm thử đi. Đúng là có nhiều món rất là ngon mà mình không biết. Đúng nhà là cảm ơn tất cả các em đã yêu cầu đó làm món này. Món này dễ làm không? Dễ làm hả? Đó. Phiên chiếu tỏi, đổ nước vô. Cho bột ớt vô. Cho ớt tương vô. Cho miếng đường, miếng nước tương. Rồi, xong. Anh cho ớt Hàn Quốc đi sau cùng hả? Đâu có, anh cho chung luôn. Chỗ là mình nêm nếm. Cái này nếu mà mình ăn với bánh mì không quýt mà nó giống như bánh pizza. Dạ đó, ngon. Không mang thơm được. Thơm béo hả? Bạn nào thích ăn phô mai á, bỏ này phô mai cũng nhiều hơn nữa. Kéo lên một cái là phô mai mà nó quyện vô trong không đặc thuộc á mẹ. Tuyệt vời lắm. Cái này là do nước nhiều quá. Nước nhiều quá mình để phô mai vô cái nó tan ra nước hết rồi. Nhưng trong cái phần nước nó vẫn còn màu bay. Béo ngon rồi, cũng quyện vô nhau, cũng béo ngon. Đúng rồi. Phô mai dưới nè. Ngon quá. Ăn thiệt luôn á cả nhà. Có miếng bắp luôn nữa thấy không ạ? Sệt ngọt ngọt ngon lắm. Mà bắp ruột nó tươi nên ăn nó ngọt không giọt. Mai bỏ sau cùng là nó vừa tay lên ra. Này đã bắp rồi. Mà mình ăn ra dừa. Nhiều quá. Nhiều quá ăn đúng y bánh thịt nào.
cái kênh Thánh Ăn Chua. Mình sáng có mấy công minh chuyên họ bảo ủng hộ bà chuyên phục vụ đồ chua cho chị em phụ nữ là ngay tín đồ là thèm chua đó. Tại vì thật sự là Bảo thì Bảo rất là thích ăn chua cả nhà. Và cái độ chua của Bảo có thể ăn thì có thể lên tới cấp độ 7, 8, 9, 10. Nên là Bảo mới nghĩ ra ok thôi giờ mình làm chuyên cái một cái kênh ăn chua để cho những cô chú anh chị nào mà có nhu cầu thích ăn chua như mình á vào xem thèm chơi để ăn miếng cho vui. Nên là Bảo vừa rồi Bảo mới làm một cái kênh xong Bảo mới bỏ cái video ăn 3 kg sườn non nhưng mà thực chất mình ăn không hết đâu, ăn chủ yếu cho vui, mình tạo ăn cho để cho các bạn thèm đó. Thì cả nhà có thể lên trên YouTube search là Thánh Ăn Chua thì có thể bây giờ là đã ra cái kênh của Bảo rồi đó, hiện tại cũng được gần 1.000 người đăng ký rồi cả nhà. Cả nhà mạnh tay hả? Dạ. Cả nhà mạnh tay chia sẻ đăng ký giùm Bảo, mọi người ủng hộ anh Bảo với. Mỗi lần anh Bảo mà ăn chua là mẹ với Ngân chịu không có nổi. Rồi hôm qua cái anh ngồi anh ăn một mình ăn cái mâm mà xoài xoài ngon chấm mắm ruốc á mẹ. Ôi lầu lúa nó thiệt nhìn thèm cực kỳ luôn. Anh ăn mà anh ăn ngon là nghe rột rột giọt giọt vậy đó. Xài nó giòn ghê luôn. Dạ. Rất là nhiều người ủng hộ. Hôm qua ai là trường đỏ lên là nhiều người cô chú anh chị ủng hộ lắm. Ngon quá. Ngon nha. Bắp có phô mai nhiều không ngon. Anh làm cái kênh mà Thánh Ăn Chua. Anh Bảo mới đăng qua hồi hôm qua mẹ. Chiều à? Dạ, chiều hôm qua. Tối có mấy bạn nhắn tin cho con, chỉ đi con. Chiều. Chị Ngân ơi, thách thức anh Bảo, thử thách anh Bảo ăn cóc non đi. Kinh ruột non đi. Mở đi uống cà chê. Mở đi uống cà chê con. Hả? Để nóng quá nó bị khét luôn á. Nó cạn lắm. Bắp đừng nó nở ra. Nhưng mà sốt em bỏ bắp đồ vô nó đỡ ngán mà. Ngon quá luôn. Sắp tới rồi mình mới kiếm mấy cái đồ bứt á. Làm tiếp. Rất là lạ. Món này là món ăn của Hàn Quốc hả? À. Mà mình thấy mình làm cũng dễ đâu, khó hả? Thì quan trọng có đồ, mình có đồ Hàn Quốc. Không? Ừ. Trong bữa nay bán nhập nhiều đó. Nhiều. Bữa giờ không biết. Nó là cách bánh mì ăn ngon hả? Ừ. Thật thể luôn á. Ghê thật. Giỡn còn bắp. Giờ mình ăn vậy là vừa rồi. Đúng mấy chai vừa đủ luôn á. Dừa là không ngon. Dừa là không ngon vậy nha. Bây giờ các bạn biết không, cái món ăn của mình á, mà khi mình đang bắt trên bếp mình đang ăn như vậy nè, nó vừa đủ vừa ấy là nó ngon. Nhưng khi mà ví dụ giờ mua thêm một con hoặc hai con nó để là cái tới chiều tới trưa là bắt đầu nó hết ngon. Mình đang ngon miệng cái khúc này cả nha. Ở mỏ đó hả? Đi rồi kiếm ông mỏ cho mọi người quá. Rồi.
coi như là cái này gọi là gì, phô mai bạch tuộc siêu cây khổng lồ. Của ba làm hôm nay tới đây là kết thúc rồi cả nhà. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ yêu thương gia đình mình nha. Xin kính chào, xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào mọi người, mong mọi người đăng ký theo dõi kênh của Quỳnh Chí Bảo nha.